tôi đang có mặt ở nhà thi đấu quân khu 7 trong một không khí thể thao vô cùng sôi nổi. Đó là giải trẻ Taekwondo châu Á. Bộ môn Taekwondo là bộ môn của người Hàn Quốc và được cả thế giới biết đến, được đưa vào hệ thống thi đấu Olympic bởi những đòn đánh đẹp mắt, hiệu quả. Riêng với các tay máy, các nhà nhiếp ảnh thì Taekwondo là một cơ hội vàng cho những khoảnh khắc nhiếp ảnh tuyệt vời. Bây giờ tôi xin giới thiệu với các bạn cách chụp Taekwondo. Để chụp thể thao trong nhà thì việc cài đặt máy luôn luôn đòi hỏi một kỹ năng nhất định. Đó là chúng ta phải tính tới ánh sáng của nhà thi đấu là gì và độ ca, nhiệt độ màu cho ảnh của mình là bao nhiêu. Việc này tưởng khó nhưng thật sự là rất đơn giản, bởi vì chúng ta có thể test một lần và sử dụng cho nguyên giải đấu mà không sợ sai. Bên cạnh đó thì chúng ta tính tới ISO, khẩu độ và tốc độ cho phù hợp. Ví dụ đối với những vận động viên nam với tốc độ ra đòn nhanh thì chúng ta để tốc độ cao lên, và tôi thường chụp ở tốc độ 1/500 của giây. Khẩu độ và ISO sẽ tùy thuộc vào khả năng độ minh hạt của máy mà chúng ta tính toán cho phù hợp. Sau khi chúng ta có một cài đặt chuẩn, vấn đề còn lại là chụp ảnh mà thôi. Về góc máy thì chúng ta có hai góc máy chụp chủ yếu. Một là chúng ta sẽ chụp từ trên khán đài, chụp xuống sàn đấu. Hai là chúng ta sẽ ngồi ngang với sàn đấu để ghi hình. Mỗi góc máy như vậy đều có một thế mạnh riêng. Nếu chúng ta chụp từ trên khán đài chụp xuống thì thường ảnh của chúng ta cho một phông nền rất sạch. Tuy nhiên, hạn chế của góc máy này đó là cao độ của đồng chân, đó là sự thanh thoát của bộ pháp sẽ không thể hiện rõ nét và đẹp mắt như là ngồi ngang với sàn đấu để chụp. Nếu các bạn chụp từ trên khán đài chụp xuống thì các bạn lưu ý là về tiêu chuẩn kính, chúng ta phải có tiêu cự từ 200 trở lên. Còn nếu ngồi ngang với sàn đấu để chụp thì tiêu cự ống kính chỉ cần 70-200 là đủ. Để chụp được những bức ảnh có giá trị về bộ môn Taekwondo, chúng ta cần nắm vững cách tính điểm cho các vận động viên. Ở phần thi quyền thì có hai nội dung thi đấu chính, một là quyền tiêu chuẩn và hai là quyền sáng tạo. Như các bạn đã theo dõi trên màn hình, đó là phần thi quyền tiêu chuẩn, nội dung đồng đội. Trong thi quyền tiêu chuẩn thì điểm được tính như sau. Về điểm kỹ thuật là 4 điểm và điểm thể hiện là 6 điểm. Các giám khảo sẽ theo dõi việc thực hiện các yêu cầu kỹ thuật của vận động viên thi đấu ở nhiều góc độ. Một là độ chuẩn của động tác, thứ hai là tốc độ và lực thực hiện như thế nào, thứ ba là phương hướng di chuyển, và thứ tư là đồ hình thực hiện. Đối với những đòn đấm như thế này, vận động viên sẽ ghi được một điểm. Về kỹ thuật, một đòn đá chuẩn như thế này chỉ được tính từ mắt cá đến xuống tới bàn chân mà thôi, và một đòn đá trúng giáp được tính 2 điểm. Đòn đá xoay trúng giáp được tính 4 điểm. Đòn đá trúng đầu được tính 3 điểm, nhưng không được đá trúng gáy mà chỉ đá vào mặt, vào hai bên mang tay và cả đỉnh đầu.
đá xoay trúng đầu được tính là 5 điểm do độ khó của bóng đá này. Ngoài việc chụp những đòn đánh kỹ thuật, chúng ta nên theo dõi và ghi hình những trạng thái tinh thần rất đặc biệt của các vận động viên. Dù họ chiến thắng hay thất bại, những biểu cảm của họ luôn đem lại những thú vị về mặt hình ảnh. Ngoài ra, chúng ta có thể chụp ảnh bên ngoài sân đấu. Đó là nơi mà các huấn luyện viên hoạt động rất tích cực, biểu cảm của họ thật sự là thú vị. Những đồng đội của các vận động viên bên trong sân đấu và khán giả từ trên các khán đài. Có thể nói sự thành công của các giải đấu phụ thuộc rất nhiều vào khán giả, bởi vì chính khán giả đem lại sự hào hứng, sôi nổi, nhiệt huyết cho cầu trường, cho các nhà thi đấu như thế này. Và cũng chính từ họ đem lại sự phấn khích, sự nhiệt tình, sự cống hiến cho các vận động viên. Và cũng từ khán đài, từ khán giả, chúng ta có thể nghe được những giai điệu quốc ca hào hùng, những niềm hạnh phúc vô bờ vỡ hòa trên khán đài. Và các bạn hãy dành thời gian, dành một phần công việc của mình để hướng ống kính lên khán đài nhằm ghi lại những hình ảnh có thể nói là độc nhất vô nhị, từ sự biểu cảm của họ, từ sự phấn khích không ngừng của các khán giả đáng yêu.